Lý Công Công cai quản hậu cung, thần nghĩ có lẽ ông ấy biết rõ chuyện này hơn. Thái sư, trẫm không tin tưởng ông, nhưng tin thái sư. Bao năm qua xét theo tấu sớ của thái sư mà nói, thái sư có lý tưởng, có lương tâm. Trẫm muốn thái sư về suy nghĩ lại, nếu có chút vấn đề gì có thể giải được ân hận trong lòng trẫm, trẫm sẽ cảm kích vô cùng. Hạ thần cáo lui. Thái sư khoan đã, trẫm nghe nói thái sư bị bệnh đau tim, cho nên đã chuẩn bị dược hoàng cho thái sư. Hãy bị đau tim lập tức uống vào, sẽ có hiệu quả tức thì. Đa tạ hoàng thượng. Thái sư, đừng quên ngày xưa. Hạ thần cáo lui. Lý Công Công, Lý Công Công, hoàng thượng ngủ chưa? Ngủ rồi, ngủ rồi. Thì vậy nhà thái giám xung quanh đã bị ta đuổi đi hết rồi. Vậy ta đi coi thử. Nè Công Công, ta nghĩ chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta nên bàn tính kỹ lưỡng lại. Ông thiệt tình tới nước này rồi ông mới mềm lòng hay sao? Nói cho ông biết, qua khỏi đêm này, bảo đảm ông hoàng bái cực phẩm vinh hoa phú quý. Đi 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 mau. Ông đừng đi nữa, canh chừng chúng đi. Mười ba tháng chín giờ tí, thiên tù phú quý xuyên. Tiểu Thi, muội không thể rời khỏi đây. Sách của cha muội đã được chứng minh không hề sai sót, vết thương của Tương Ngưng cũng đã khỏi rồi, tại sao muội vẫn không thể đi chứ? Huynh còn chưa cho thái hậu biết kết quả kiện ngự trạng của muội. Đại ca, tại sao không nói chứ? Bây giờ thái hậu lại phát bệnh nữa rồi. Muội ráng thêm vài hôm đi, đợi thái hậu khỏe lại huynh nhất định nói với người. Nhưng muội ở đây buồn chán chết được. Huynh biết muội ở đây buồn chán, cho nên quân đã cho người đến chơi với muội rồi. Ai vậy? Sư phụ, Linh Sơn. Sư phụ, sư phụ, cấu kiến hoàng thượng. Linh Xuân, trẫm giao Tiểu Thiên lại cho ngươi đó. Hai người trò chuyện đi, trẫm còn việc phải làm, hôm khác mới tới gặp hai người. Muội biết rồi, cung tống hoàng thượng. Linh Xuân à, lâu quá không gặp, cô có khỏe không? Sư phụ, thật ra Linh Xuân không khỏe chút nào. Sư phụ vừa đi thì trạm y hộ sụp đổ. Ai, suốt ngày ngoài việc quét dọn thì vẫn phải quét dọn, Linh Xuân sắp chán chết rồi. Nhưng mà Linh Xuân thông minh, đã giữ lại y thư sư phụ đưa cho Linh Xuân. Nè, cô cũng nghiêm túc lắm, đọc đến rách hết rồi. Chuyện đó đương nhiên rồi, vì muốn học y, dù chịu tội thế nào, chịu cực thế nào, chịu ức hiếp thế nào, Linh Xuân cũng vượt qua được. Ai ức hiếp cô vậy? Nha hoàn cận thân của Mạc Quý Phi đó, Thúy Hoàng. Sư phụ, sư phụ có biết không, lúc người đi vắng đó, suốt ngày cô ta cứ ăn hiếp, kiếm chuyện với Linh Xuân. Phải rồi, sư phụ, lần trước Trương Đại Nhân đến đây lấy thuốc, cô còn cài bẫy Trương Đại Nhân, làm Trương Đại Nhân bị Lý Công Công bắt đi đó. Thì ra lần trước nhị ca của tôi bị bắt là do Thúy Hoàng hãm hại sao? Cho nên Linh Xuân nghĩ chuyện Quách Ngọc Hương lần trước không chừng là do Thúy Hoàng làm,
Không chừng mặt quý phi cũng biết chuyện này nữa. Đừng có nói lung tung chuyện này nữa, nếu để mặt quý phi nghe được thì rắc rối đó. Sư phụ, chuyện đó người có thể yên tâm. Bây giờ mặt quý phi suốt ngày ở trong trữ thuốc cát đó, an thai hoài à. Cho dù muốn nghe, cổ cũng không nghe được. Cô không nghe câu tay dách mạch rừng hay sao? Lên xuống biết rồi. Sư phụ à, để Lên Xuân dọn dẹp đồ cho sư phụ đã. Lát nữa sư phụ chỉ cho Lên Xuân nha. Ừ. Nương nương, nghe nói Linh Xuân đã bị hoàng thượng điều đi lo cho Sở Thiên Tâm rồi. Nếu nương nương cảm thấy Sở Thiên Tâm chướng mắt, chúng ta có thể ra tay từ Linh Xuân. Tính của Linh Xuân khờ khạo, Sở Thiên Tâm lại tin tưởng ả như vậy, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Chủ ý này của ngươi cũng hay lắm. Nương nương quá khen. Nhưng mà bây giờ Sở Thiên Tâm lúc nào cũng được che chở, tất cả thức ăn đều có người kiểm tra. Nếu muốn hại ả không phải là chuyện dễ. Sở Thiên Tâm kiện ngự trạng bị thương ngoài da, chúng ta có thể ra tay từ thuốc của ả. Nô tỳ biết có một loại rắn độc kiến huyết phong hầu, ngân châm cũng không thể kiểm tra được. Đến khi Sở Thiên Tâm thoa thuốc, chắc chắn sẽ thoa luôn cả độc rắn lên đó. Độc rắn? Độc rắn dễ tìm lắm sao? Cứ để nô tỳ tìm cách cho. Ma phụ một tay đi. Được. Rồi, vô đi. Ê, cẩn thận. Nãy giờ bên này có chuyện gì không? Dạ không có gì. Đấy các, anh Lập phiền huynh. Trong tay cô đang cầm cái gì vậy? À, đây là cao dược của sư phụ tôi. Vô trong đi. Cảm ơn. Sư phụ à, Linh Xuân cảm thấy gần đây lạ lắm. Người nghĩ có khi nào xảy ra chuyện lớn gì không? Ở đây canh phòng nghiêm ngặt, chắc là không có gì đâu. Sư phụ, Linh Xuân đọc được trong y thư có viết, không phải độc gì ngân châm cũng có thể kiểm tra được. Ấy, Linh Xuân thấy người nên cẩn thận thì tốt hơn. Vậy lỡ như cô trúng độc thì tính sao? Hả, Linh Xuân sợ gì chứ, có sư phụ ở đây mà. Ấy, sư phụ, đợi sau khi người khỏi bệnh rồi đó, người có thể nói với hoàng thượng không? Trời ơi, người kêu hoàng thượng đừng có bắt Linh Xuân làm cung nữ nữa, vừa buồn lại chán nản. Linh Xuân muốn ở cạnh sư phụ, có được không? Hả? Sư phụ, người có biết không, mỗi lần Linh Xuân thấy sư phụ chữa khỏi cho người bệnh, họ đều vui mừng, có cảm giác thành công lắm. Linh Xuân thấy mình phải cố gắng theo sư phụ học hỏi, sau đó thì cũng giống như là sư phụ vậy. Cũng được, lần sau tôi sẽ nói với hoàng thượng. Sư phụ bị sao vậy? Linh Xuân à, thuốc của cô ở đâu ra vậy? Lấy ở Thái Y Viện đó. Sư phụ, sư phụ, trời ơi sao vậy? Sư phụ mau chụp cứu. Sư phụ, trời ơi sao vậy? Tôi trúng độc rồi, mau dùng tâm lan chụp cứu lấy máu. Sư phụ, phải cái này không? Phải, đúng rồi. Cô chậm cho tôi đi. Chậm lương không? Chậm đi.
Không đúng, Trâm âm thị. Trâm sư phụ, Lê Xuân chơi Trâm bao giờ? Lê Xuân đi, mời Trâm đi. Sư phụ, Lê Xuân không biết thiệt mà. Đừng hồi hộp, cô Trâm được mà. Cô Trâm được mà. Bình tĩnh lại đi, từ từ làm. Sư phụ, lấy ống lửa hút máu độc ra. Sư phụ, ở đây không có ống lửa. Sư phụ, tôi thì dùng miệng hút đi. Sư phụ. Linh Xuân, sư phụ, người thấy đỡ hơn không? Không sao, cảm ơn đã cứu tôi. Không sao là tốt rồi. Linh Xuân. Linh Xuân à, Linh Xuân tỉnh lại đi. Linh Xuân. Sư phụ, Linh Xuân có trở thành đại phu giỏi không? Đương nhiên rồi. Đừng có nói nữa, tôi cứu cô trước. Sư phụ, Linh Xuân không có bạn bè trong mẫu cung. Linh Xuân biết chỉ có người là tốt cho Linh Xuân. Không phải, anh ấy đều tốt với cô hết mà. Thật đó. Sư phụ, dần Quanh tiểu thư xảy ra chuyện, Mạc nương nương đã ở trong trạm y hộ bước ra. Nương nương kêu Linh Xuân đừng nói. Linh Xuân sợ không có cơ hội nói. Không đâu, tôi nhất định chữa trị cho cô. Sư phụ. Linh Xuân, Linh Xuân. Tiểu Thiên. Linh Xuân. Đừng vậy mà. Khoan đã. Tôi đã hứa với cô sẽ dạy cô cách châm cứu. Tôi còn chưa dạy cô đàng hoàng mà. Nếu kiếp sau cô vẫn đi theo tôi, tôi sẽ hết lòng dạy cho cô. Tôi sẽ chép một tờ châm cứu cùng với bao kim đốt xuống cho cô. Tiểu Thiên, đừng vậy mà. Tiểu Thiên. Linh Xuân. Tiểu Thiên, để cô đi thanh thản đi. Linh Xuân. Linh Xuân. Tiểu Thiên. Đại ca. Đại ca, Linh Xuân vì cứu muội nên mới trúng độc, muội đã hại cổ rồi. Muội bình tĩnh đi, không phải muội hại chết Linh Xuân, là ông tổ đã hạ độc không phải muội. Đâu cũng là lỗi do huynh, huynh không cai quản tốt hoàng cung. Tiểu Thiên, huynh thề với trời đất,
sẽ điều tra sự thật, bắt giữ hung thủ, trả lại công bằng cho Linh Xuân. Đại ca, lúc nãy Linh Xuân có nói với muội, cậu không muốn làm cung nữ, cũng muốn theo muội học y, cậu muốn giống như muội cứu nhân độ thế. Muội còn chưa thực hiện ước nguyện của cậu đã đi rồi. Muội đừng đau khổ, huynh sẽ lo hậu sự cho Linh Xuân, chăm sóc người thân của cậu. Huynh sẽ hạ chỉ truy phong Linh Xuân là y quan, quan thành tâm nguyện của cậu. Đại ca, có phải muội đã phạm lỗi gì không? Tại sao luôn có người muốn giết muội? Không phải, Tiểu Thiên, muội hành y cứu người, muội làm đúng, những gì muội làm rất đúng. Nếu muội làm đúng thì tại sao lại giết muội chứ? Cha muội biên soạn bổn thảo, tại sao lại bị xử trảm cả nhà? Tại sao lúc nào cũng có người tốt chịu khổ chịu ức hiếp? Tại sao Linh Xuân chết qua ngủ? Tại sao cha mẹ muội lại chết oan ức như vậy? Tại sao những kẻ hại người đó lại bình an vô sự? Tại sao? Tiểu Thiên, cha muội và Linh Xuân sẽ không hy sinh oan uổng đâu. Muội sẽ bắt được hung thủ, trả thù cho họ. Muội biết, muội không bỏ cuộc đâu, muội không tha cho họ đâu. Muội bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Độc rắn, hậu cung cai quản nghiêm ngặt, chắc chắn không có độc rắn giữ trong hậu cung. Ngay cả dân quanh cũng có thể chết bởi độc dược lưu truyền trong cung. Độc rắn là gì chứ? Nàng còn nhớ có lần trẫm nói với nàng, cái chết của dân quanh còn khúc mắc chưa giải không? Dĩ nhù nhớ. Hoàng thượng nghi ngờ còn nghi phạm lẫn trốn sao? Linh Xuân trước khi chết nói rằng hôm dân quanh chết, nhìn thấy nàng từ trạm y hộ bước ra. Nàng đến trạm y hộ làm gì? Tại sao lại bắt Linh Xuân không được nói là nàng đã tới đó? Bởi vì nói ra thần thiếp sợ nguy hiểm tới tính mạng. Thần thiếp nghe nói có kẻ muốn hãm hại Tiểu Thiên, cho nên đến đó cảnh báo. Người đó là ai? Lý Bảo Xuyên. Hả? Thần thiếp từng vì Tiểu Thiên chịu 30 roi, làm cho Lý Công Công bất mãn. Lý Công Công cũng đã nhiều lần tới uy hiếp thần thiếp. Trước đó Tiểu Thiên nói nàng ép buộc cổ dùng hắc ngọc hương, nàng còn nói đó là vọng tưởng. Thật ra trẫm tin ai đi? Thần thiếp lừa dối hoàng thượng, xin người tha tội. Tại sao nàng làm vậy? Thần thiếp đã bị Lý Công Công ép buộc, vì muốn tự vệ bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này. Nàng là quý phi, Lý Bảo Xuyên chỉ là thái giám, hắn làm sao có thể uy hiếp nàng? Hoàng thượng, cung nữ và thái giám trong cung đều bị Lý Công Công uy hiếp. Nếu như Lý Công Công cố ý hãm hại tạo ra tai nạn, không phải là chuyện khó. Nàng gì, bảo vệ mình bất chấp tất cả, làm tổn thương Tiểu Thiên. Nàng có biết trước giờ Tiểu Thiên luôn coi nàng là tỷ tỷ không? Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn bảo vệ Tiểu Thiên mà thôi. Nếu không phải do thần thiếp cố tình dung túng, làm sao Tiểu Thiên thoát khỏi Tử Tố Cát, tìm sự che chở của hoàng thượng? Vậy sao nàng không cho trẫm biết? Thần thiếp không có bằng chứng. Hơn nữa Lý Công Công còn có thái hậu hậu thuẫn, thần thiếp đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Đúng ra thần thiếp muốn vạch trần chuyện này, nhưng mà nếu Lý Công Công cố tình hãm hại, thần thiếp chết không đáng tiếc, như lông thai vô tội. Thần thiếp vì bảo vệ mình làm hoàng thượng tức giận, hại Tiểu Thiên chịu khổ, thần thiếp tội rất đáng chết. Đợi sau khi sinh long thai, thần thiếp đồng ý dùng cái chết để tạ tội. Hãy
Đúng ra nàng nên cho trẫm biết. Nàng yên tâm, trẫm sẽ bảo vệ mẹ con nàng, không chịu bất cứ tổn thương gì. Đa tạ hoàng thượng. Muội tin lời của Mạc Quý Phi thật sao? Tuy cậu nói hợp tình hợp lý, nhưng muội không tin đâu. Muội luôn nhớ rõ ánh mắt muốn đẩy muội vào chỗ chết của cậu. Vậy tại sao muội không nói với đại ca? Đại ca tin tưởng cậu như vậy, nói nữa cũng vô ích thôi. Muội ngại chứ gì, để huynh nói với muội. Nè dì ca, huynh đừng gây thêm chuyện nữa. Nhưng không để bỏ qua gì sao? Chuyện gì cũng đổ cho Lý Bảo Xuyên, cậu phải có trách nhiệm chứ. Hoàng cung rối như vậy, có giả bộ cho ai coi? Nhị ca phải đòi lại con mằng cho muội. À, nè, thật tình không cần đâu. Muội sẽ tìm cách. Linh Xuân chết oan ức, muội sẽ điều tra ra sự thật. Nô tỳ tham kiến nương nương. Tất cả lui ra đi. Dạ. Linh Xuân chết rồi. Hoàng thượng nghi ngờ là do ngươi hạ độc. Không thể nào, lúc nô tỳ hạ độc không ai nhìn thấy. Những cung nữ khiêng đồ đó là ngươi sắp đặt phải không? Dạ phải. Các cung nữ đều có công việc, thình lình ngươi điều động sẽ trở nên không bình thường. Trong cung điều chuyển cung nữ làm việc đó là chuyện thường thấy mà. Nhưng người do ngươi điều động thì là không bình thường. Nô tỳ không hiểu ý của nương nương. Trong một thời gian ngắn, từ cung nữ lên làm nữ quan ngũ phẩm, tốc độ quá nhanh. Đúng là trước không cổ nhân, sau không lai giả. Ai đã đề bạt ngươi? Hoàng thượng không biết sao? Đúng là con người luôn hướng lên cao, nhưng leo lên càng cao thì té xuống càng đau. Người bất cẩn vô cùng. Thúy Hoàng chỉ làm việc cho nương nương thôi. Nè, câu đó đừng nên nói ra. Vu khống xảo biện, tội tăng thêm gấp đôi đó. Thúy Hoàng lỡ lời, Thúy Hoàng làm việc cho Lý Công Công. Nhưng nếu hoàng thượng điều tra ra chuyện này, người cảm thấy Lý Bảo Xuyên có chịu thừa nhận người làm việc cho hắn không? Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Ngươi làm việc cho Lý Bảo Xuyên ta không trách ngươi, nhưng hắn có thể thăng chức cho ngươi, ta cũng có thể cứu mạng ngươi. Thật ra ngươi muốn theo ai, tự ngươi quyết định. Nô tỳ biết sai rồi, từ nay nô tỳ sẽ phân chia ranh giới với Lý Công Công, chỉ bán mạng cho nương nương thôi. Trời ơi Tương Ngân à, Tương Ngân à, trời ơi. Ê, Công Công. Con à, trời ơi, thúc thúc nghe nói con bị bệnh, trong lòng lo dữ lắm, bồn chồn nên thúc nè nè. Dạ dạ. Đã đặc biệt sai người nấu chút canh sâm cho con tẩm bổ sức khỏe nè ha. Nói con nghe, canh sâm này á, nó rất có lợi cho sức khỏe đó. Uống, uống đi. Nè 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 nè, thúc đút cho con nha ha. Đút con uống. Sao nó không uống vậy? Công Công, sáng nay tiểu thơ mới uống rồi. Trời ơi, bổ thân dưỡng khí uống thêm đâu có làm sao. Nè, uống nóng đi. Công Công, Công Công, Công Công, Công Công. Đừng uống, đừng uống. Đừng uống. Nè, không được uống. Đây, đây là canh sâm bổ dưỡng ta chuẩn bị cho con gái của ông mà. Triệu thái sư đó đúng là không biết điều, uổng phí lòng tốt của Công Công. Phải đó, uổng phí hết rồi. Gì đó? Giả miệng.
Mối quan hệ hơn 20 năm của ta và thái sư có cần các ngươi nhiều lời không vậy? Nếu lần sau để ta nghe được các ngươi bất kính với thái sư, cả hai ngươi mang cái lưỡi tới gặp ta, tát mạnh lên nữa đi. Tiểu thư, thái sư cũng không thể nói không làm thì không làm, cần phải có thời gian giải quyết một số chuyện. Nhưng ít ra cũng phải có thời hạn chứ, để ta có thể yên tâm hơn. Minh Tinh, ta luôn cảm thấy cha ta đang giả lả với ta, cha vẫn không thể từ bỏ những danh lợi và quyền lực. Muội cảm thấy lần này thái sư nói thật, cô không thấy lúc thái sư chăm sóc cho cô rất là lo lắng, rất là đau khổ sao? Cho nên cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, người thái sư quan tâm nhất chính là tiểu thư. Ta biết, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Lúc nãy nhìn nét mặt của cha ta và Lý Bảo Xuyên, ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tiểu thư, chúng ta mặc kệ hắn, huynh tới đây làm gì? Tôi đến đây xin lỗi. Lần trước huynh cũng nói là tới thăm bệnh, cuối cùng làm tiểu thư phải tức giận. Bây giờ đến xin lỗi, ai biết huynh có ý đồ gì? Mau tránh ra đi. Huynh muốn nói gì thì nói đi. Lần trước tôi xin lỗi. Cô mới bình phục, tôi đã chọc tức cô, nhưng mà tôi không cố ý. Con người của tôi tính ngay thẳng, bị cha cô la một tiếng tôi liền nóng ngay. Huynh còn nói nữa, vừa nhìn thấy huynh tôi đã muốn nổi nóng lên rồi. Huynh mau xéo đi. Minh đi Tinh, lui đi. Tôi xin lỗi. Tôi không trách huynh. Tôi chỉ hy vọng huynh đừng quên chuyện huynh đã hứa với tôi là được rồi. Tôi không quên. À phải rồi, cái này tặng cho cô. Lần trước cô tặng cho tôi một cái, chắc chắn cô thiếu một cái, nên tôi cũng phải tặng cho cô một cái. Tôi có nhiều lắm. Vậy thì coi như là lễ vật tạ lỗi đi. Tôi đã chọn lâu rồi, cũng không biết là cô có thích không. Nếu cô không thích thì cứ nói với tôi đem đổi cái khác. Huynh cũng khéo chọn lắm, tôi thấy rất thích. Đã hết giận tôi rồi phải không? Tôi có giống kẻ nhỏ mọn vậy không? À, vậy thôi được, hôm khác tôi sẽ đến thăm cô. Nè, khoan đã. Tôi có thể nhờ huynh giúp một chuyện được hay không? Hey, đừng nói là một, hai chuyện cũng được, cô nói đi. Tôi sợ Lý Bảo Xuyên sẽ âm thầm hại cha tôi, huynh có thể âm thầm bảo vệ không? Không phải chứ, Triệu Thái Sư là thân phận gì đây, muốn bảo vệ cũng không đến lượt tôi. Tôi biết huynh vẫn không thể nào tha thứ cho cha tôi, nhưng cha là người thân duy nhất của tôi. Nhớ Bạch Tụ, tôi hứa không làm tổn thương cha cô, không có nghĩa là tôi tha thứ cho cha cô. Cha tôi đã đồng ý cáo lão từ quan rồi, khó khăn lắm cha mới chịu rời khỏi quan trường, coi như tôi mắc nợ huynh một lần, được không? Cô làm tôi khó ăn nói với tiểu thạch đầu. Huynh cho cha tôi một cơ hội đi, cho cha tôi làm lại cuộc đời. Chẳng phải huynh luôn ân hận vì đã làm tôi bị thương sao? Tôi xin huynh giúp tôi một lần. Tôi xin huynh, tôi xin huynh đó, làm ơn đi.
Trần Chiến Tam, ngươi đừng nghĩ là ngươi đã cứu ta thì ta có thể tha cho ngươi. Nhanh lên, ngươi bắt cóc bệnh qua triều đình, đó là tội đáng chết. Ngươi đừng nghĩ hoàng thượng hậu thuẫn cho ngươi, ta chỉ có thể trừng trị ngươi. Ngươi đưa ta tới đây làm gì? Tiểu thạch đầu do ông hại chết, tôi muốn ông khấu đầu nhận lỗi với nó. Tôi muốn ông nói cho nó biết tại sao ông lại hại nó. Ngươi là do thuộc hạ của ta giết, không liên quan gì tới ta. Nhưng chính ông đưa ra mệnh lệnh, ông mượn dao giết người, nó đã bị ông hại chết. Nó là do ngươi hại chết. Ngươi không nên lấy cấp sách cấm trong cung, nó không nên chứa chấp không phạm triều đình. Ta phụng di chỉ của tiên đế làm việc, ta có lỗi gì chứ? Tôi biết tôi nói không lại ông. Biết trước như vậy, tôi không nên cứu ông, để đám sát thủ đó giết chết ông. Ngươi đừng làm ra vẻ là ân nhân cứu mạng. Không chừng đám thích khách đó đều do ngươi phái tới. Ngươi vì muốn chiếm niềm tin của ta mà giả bộ cứu giúp thôi. Bản thân ông có kẻ thù nào trong lòng ông biết rõ. Tôi muốn giết ông tuyệt đối quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm của mình. Tôi không như ông, mang danh nghĩa của tiên đế giết người phóng hỏa, mang chiêu bài thanh liêm đó tham ô hối lộ. Tiểu thạch đầu nằm ở đây, nó mới 7 tuổi. Câu nói đó ông đừng nói với tôi, nói với nó đi, coi nó có tin không. Ông 3 lần 4 lần muốn hại Tiểu Thiên, Tiểu Thiên bỏ qua chuyện cũ cứu giúp Tương Ngân. Tương Ngân biết rõ ông hại người hại đời, vẫn kêu tôi âm thầm bảo vệ ông. Tuy là tôi không biết chữ, nhưng tôi biết thế nào là đối đãi chân thành, thế nào là thị phi đúng sai. Ông là thái sư, ông học nhiều sách thánh hiền, ông bỏ đi đâu hết rồi? Tôi Tương Ngân bị thương, ông lo lắng. Tiểu Thạch Đầu, mẹ của Tiểu Thạch Đầu không lo sao? Còn các bá tánh, họ phải tính sao đây? Hả, tính sao đây? Không phải là con người mà. Ông không phải là con người. Không phải con người. Không phải con người mà. Đáng chết. Đừng mà. Đừng. Đừng. Tôi đã hứa với Tương Ngân là không giết ông. Ông ở đây một mình cố gắng sám hối đi. Tiểu thạch đầu đang ở đây, thi thể còn đó, ông nói sao với nó chứ? Trần Triết Tam, xin cậu mau chóng nói với hoàng thượng những chuyện hoàng thượng muốn biết. Ta nói. Triệu Phủ Tùng đồng ý kể lại chuyện năm xưa, nhưng mà muốn huynh hứa cho hắn cáo lão hồi hương tha tội cho hắn. Xem ra cái chết của tiên đế nhất định có vấn đề, nếu không Triệu Phủ Tùng cũng không dùng tính mạng của mình để đặt điều kiện trao đổi. Thích khách tìm đến nơi rồi, hắn đã bị ép đến chân rồi, hắn cũng không muốn nói. Chẳng phải huynh muốn tìm hiểu chuyện này sao? Đây chính là một cơ hội. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Để bắt hắn ở lại mộ của Tiểu Thạch Đầu sám hối. Nhưng mà nhìn nét mặt của hắn, hắn thật sự bị lương tâm cắn rứt rồi. Huynh có muốn cho hắn một cơ hội không? Được, để nói với hắn, trẫm tha tội cho hắn. Cha đi đâu vậy? Cha làm con lo chết được. Tương Ngưng, Minh Tinh, con không cần lo cho cha, cha không có chuyện gì hết. Thái sư, tiểu thư vừa nghe nói lão gia mất tích thì lập tức từ trong cung chạy về đây. Cha, đêm qua cha đi đâu vậy? Sao không nói cho đám thuộc hạ biết một tiếng? Tương Ngưng à, cha đi tìm vài đồng liêu nói cho họ biết cha muốn cáo lão hồi hương, luôn tiện căn dặn một số chuyện. Trò chuyện một hồi không để ý trời đã sáng rồi, cho nên cha đã làm cho con phải lo lắng cho cha. Cha thật sự chịu cáo lão hồi hương sao? Cha không có gạt con đâu. Đợi một thời gian, cha sẽ đi gặp hoàng thượng nói chuyện này. Cha, vậy thì hay quá. Con đi thu dọn đồ đạc, căn dặn quản gia điều chuyển tỳ nữ gia đình, đưa thêm chút ngân lượng cho họ, để cho họ về nhà sinh sống đàng hoàng. Cảm ơn cha. Con đi chuẩn bị trước đi, cha chuẩn bị đi gặp hoàng thượng. Minh Tinh, sao không mau đi đi?
Hạ thần tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, hạ thần nghe Trương Triết Tam nói hoàng thượng đã đồng ý cho hạ thần cáo lão hồi hương. Chuyện đó có thật không? Quân vô hí ngôn. Nếu thái sư nói ra nguyên do thật sự chuyện năm xưa tiên đế băng hà, trẫm đồng ý với điều kiện của khanh. Hoàng thượng, chuyện này không phải đùa giỡn. Hạ thần muốn nói riêng với một mình hoàng thượng. Thái sư, nói đi. Hoàng thượng, 20 năm trước, hạ thần là hàng lâm trong ngự thư phòng, giúp tiên đế thảo duyệt tấu sớ, phê duyệt văn kiện. Hoàng thượng, hoàng thượng, chẳng phải đã nói không gặp ai hết? Khai bấm hoàng thượng, chứng nhức đầu của thái hậu lại tái phát nữa rồi. Thái sư, khách đợi trẫm ở đây, trẫm đi thăm thái hậu trước. Dạ. Ông vào cung sao không báo với ta một tiếng? Đến tìm hoàng thượng để làm gì? Ta đến gặp hoàng thượng đương nhiên là bàn chuyện quốc sự. Sao trước đó phải bẩm báo với ông chứ? Bàn bạc quốc sự hay là bàn chuyện cũ đã qua? Hai mươi năm rồi, chúng ta đã giữ kín bí mật này bấy lâu nay rồi. Triệu thái sư, Triệu Hàn Lâm, tên họ Triệu khốn kiếp kia, tại sao vào lúc quan trọng này ngươi lại không thể chịu đựng được chứ? Lý Bảo Xuyên, ông muốn làm gì? Làm gì hả? Năm đó chúng ta đã lập lời thề ở đây rồi, thì hôm nay sẽ cắt đứt ở đây. Cái này gọi là có trước có sau. Sao hả? Ta nói cho ông biết, đi là ngự thư phòng của hoàng thượng, ông không được làm bậy. Ta làm bậy đó thì đã sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Đừng kêu nữa, ta đã cho những người xung quanh đây rút lui hết rồi. Vào lúc quan trọng này thì ngươi lại bị đau tim, ông trời đã giúp ta rồi. Ngươi ngươi là người sắp lên đường rồi, viên thuốc này cũng không có ích gì nữa đâu.
Lý Bảo Xuyên, ta có làm ba cũng không tha cho ông đâu.